Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể vẽ được một chiếc một bó cải. Đây sẽ là cải chip nhé. Các bạn đã bao giờ được ăn cải chip chưa? Đầu tiên này, các bạn sẽ vẽ cho mình một cái hình. Đó, nó sẽ có chóp như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ vẽ cho mình một cái lá ở phía trên. Rồi, ở phần phía dưới này thì các bạn sẽ làm cho mình này, tạo thành một cái vòng. Và bên này các bạn cũng sẽ tạo cho mình thành một cái vòng như thế này luôn. Ok. Xong cái phần này thì các bạn sẽ làm cho mình từ cái điểm này, mình sẽ làm giống như vòng cung của cái lá vậy. Và bên này các bạn cũng làm tương tự như thế. Đó. Sau đó các bạn tô màu cho mình toàn bộ cái phần phía trên này nhé. Đó, các bạn nhìn đã thấy giống. Ở đây mình sẽ để một khoảng cách nhé, để nhìn cho nó rõ ấy. Đó mọi người ạ, vậy là mình đã hoàn thành xong rồi đấy. Chúc mọi người làm theo video hướng dẫn của mình và các bạn sẽ vẽ thành công nha. Hẹn gặp lại.